Tiếp theo là một cây trung nu nữa. Cây này thì nó có cốt cành ngọn rồi đầy đủ, đế đều luôn. Rồi. Cây này có giá là 400 nha anh em. Cành 1, cành 2, cành 3 đầy đủ hết trơn rồi, có cái cành cái ngọn luôn. Đế rất là đều luôn. Rồi, cây này giá là 400 nha anh em. Không phí vận chuyển nha, cây trung nu nha. Rồi, ở trên quay xuống luôn nè. Rồi, 400k một cây trung nu, có chậu gì luôn. Chậu nó hết 50.000 rồi nha anh em. Rồi. Xin kết thúc một cây trung nu 400k.